Dạ, em xin trân trọng kính chào chủ tọa, quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Em tên là Trần Trung Nam, công tác tại khoa chẩn đoán ảnh bệnh viện Đa khoa Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em xin trình, trình bày báo cáo kỹ thuật khảo sát chức năng nuốt bằng ghi hình cảm quan. Thì về phần nội dung là đặt vấn đề, cơ sở lý luận, quy trình kỹ thuật, các ca lâm sàng và phần tổng kết. Về phần đặt vấn đề, nuốt là một hiện tượng sinh lý phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các chút vùng miệng họng thực quản nhằm đưa thức ăn vào đường tiêu hóa trên đồng thời bảo vệ đường thở khảo sát quá trình nuốt vẫn còn là một thách thức lớn đối với bác sĩ lâm sàng đặc biệt là giai đoạn miệng giai đoạn họng vì quá trình này xảy ra rất nhanh các phương pháp đánh giá nuốt giai đoạn miệng họng đánh giá trên lâm sàng thử nghiệm nuốt nước đo sp 2 trước trong và sau khi nuốt có ưu điểm là đơn giản dễ thực hiện nhưng nhược điểm là độ nhạy và đặc hiệu không cao dễ bỏ sót hết sạch thầm lặng phương pháp thứ hai là nội soi ống mềm đánh giá nuốt có ưu điểm là có thể có thể thực hiện tại giường bệnh, thử nghiệm với từng loại thức ăn cụ thể theo than phiền của người bệnh, đánh giá trực tiếp chức năng đóng mở của thanh môn, tuy nhiên không trực tiếp khảo sát những à, không trực tiếp à, quan sát những sự kiện xảy ra ở miệng họng mà chỉ gián tiếp thông qua những hình ảnh quan sát được sau khi nuốt. Bên cạnh đó phương pháp VFF giúp chúng ta thấy một cách khách quan về quá trình nuốt cụ thể vé bếp, bếp giúp đánh giá nhai nhào trộn thức ăn giữ thức ăn trong khoang miệng vận chuyển thức ăn từ miệng đến họng và từ họng đến đoạn thực quản trên về phần cơ sở lý luận thì quá trình nuốt cần sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa cấu trúc vùng miệng họng thanh quản thực quản và được chia thành 4 pha thì pha đầu tiên là pha miệng chuẩn bị thức ăn lúc này các cấu trúc môi lưỡi khẩu cái cứng đóng vai trò là giữ thức ăn tạo thuận lợi cho cơ nhai răng nhai nhào trộn thức ăn Pha tiếp theo là miệng đẩy thức ăn vào hầu nhờ hoạt động của lưỡi. Ở người, người bình thường khi thức ăn ở ngang mức góc xương hàm dưới thì hoạt phản thì hoạt động phản xạ xả nuốt xảy ra. Đây cũng là pha thứ ba gồm các hoạt động tự chủ phức tạp nhằm nhằm đưa thức ăn vào hạ họng trong khi đường, đường, thở được đóng kín. Và cuối cùng là đàn họng thực quản mở để thức ăn đi vào, thức ăn từ thực quản xuống dạ dày. VFF sẽ giúp chúng ta thấy tất cả các vận động của toàn bộ quá trình một cách khách quan nhất. Cụ thể VFF giúp đánh giá tình trạng hít sặc, phân tích các thành phần vận động, khảo sát sơ lược các giai đoạn vận động thực quản, xác định một số tổn thương thực thể. Về phần quy trình kỹ thuật, nội dung bao gồm chỉ định, chống chỉ định, chuẩn bị người bệnh, chuẩn bị dung dịch cản quan, trang thiết bị và thực hiện kỹ thuật. Về phần chỉ định là người bệnh có biểu hiện khó khăn khi nuốt như thức ăn chào trào, trào ra miệng trước, trong và sau khi nuốt, khó khăn trong việc nhai, nhào trộn thức ăn, các biểu hiện liên quan hít sặc như à, giọng trầm ngay sau khi nuốt à, ho sặc khi nuốt rối loạn về dinh dưỡng như thức ăn à, sụt cân mất nước về phần chống chỉ định là chống chỉ định tuyệt đối là người bệnh rối loạn trí giác hoặc không có khả năng hợp tác theo hướng dẫn người bệnh có tình trạng không ổn định về hô hấp tuần hoàn người bệnh không thể giữ được tư thế chụp mặc dù đã được hỗ trợ chống chỉ định tương đối là người bệnh nghi ngờ có thai hoặc có thai người bệnh dị ứng với thuốc cản quan hoặc các chất làm đặc về phần chuẩn bị người bệnh Người bệnh được hướng dẫn nhịn ăn trước 2 giờ, giải thích quy trình chụp để người bệnh hiểu và hợp tác tốt, tháo bỏ các vật dụng cản quan vùng chụp. Về phần chuẩn bị dung dịch cản quan thì chuẩn bị dung dịch cản quan thuốc là thuốc cản quan Paris Sunfat và chất làm đặc. Thì theo yêu cầu kỹ thuật cần lại 3 loại dung dịch là dung dịch không, dung dịch 1 và dung dịch 2 ở dạng lỏng, lần lượt ở dạng lỏng, dạng đặc vừa và dạng rất đặc. Thì đồ đặc theo khung chuẩn hóa quốc tế về chế đoạn uống cho người rối loạn nuốt của IDDSI về hướng dẫn cách pha tham khảo của đơn vị thì với độ tương phản của barium xung phát nồng độ là 40 trăm thì ta pha được dung dịch không ở dạng lỏng dung dịch 1 ở dạng đặc nhẹ tương ứng với độ đặc 2 dung dịch 2 rất đặc tương ứng với độ đặc 4 theo chuẩn ID design. về phần trang thiết bị thì yêu cầu máy ít quang soi chiếu có tốc độ phát tốc độ phát tia tối thiểu là 30 xung trên dây nếu tốc độ thấp hơn thì độ phân giải thời gian thấp dẫn đến là bỏ sót những sự kiện nuốt À, đây, trên đây là những thông số à, tham khảo của máy x quang Luminous Fusion. Về thực hiện kỹ thuật, thì à, ekip thực hiện mày bao gồm một bác sĩ và một kỹ thuật viên. Thì à, nguy cơ dễ sặc khi mà dung dịch càng loãng và thể tích càng tăng. Thì quy trình sẽ hướng tới là an toàn trước nên sẽ soi với lưu đồ sau. Người bệnh được hướng dẫn nuốt từng khối thực hoàng ở tư thế nghiêng với các thể tích sau. 50 lít, 10 ml và 20 lít dung dịch một ở dạng đặc nhẹ 50 lít, 10 lít dung dịch không ở dạng lỏng thì nếu nếu trường hợp người bệnh hết sạch thì chuyển sang khảo sát với 50 lít dung dịch 2, dung, dịch 2 ở dạng đặc hơn và kết thúc quy trình. Trường hợp người bệnh không có hết sạch thì tiếp tục thực hiện quy trình. Cụ thể là 50 lít dung dịch 2 và 20 lít dung dịch 1 ở tư, tư thế thẳng và kết thúc quy trình. Tuy nhiên, tùy theo mục đích chụp và tình trạng hít sạch xuất hiện trong khi chụp mà các bước chụp có thể được điều chỉnh. về hướng dẫn soi tư thế nghiêng thì giới hạn trường khảo sát phía trên là môi phía trước là môi phía trên là hồng mũi phía sau là mỏm gai cột sống cổ và phía dưới, dưới, dưới là đạn thực quản cổ thì hướng dẫn mọi người bệnh, hướng dẫn nuốt khối thực hoàng người bệnh được hướng dẫn đưa và giữ khối thực hoàng trong miệng khi ra hiệu lệnh nuốt thì nuốt hết khối thực hoàng bằng một lần nuốt à, quá trình bác sĩ và kỹ viên sẽ theo dõi quá trình nuốt trên màn hình về hướng hướng dẫn soi tư thế thẳng thì giới hạn trừ khảo sát phía trên là hồng mũi phía dưới soi xuống dưới dạ dày hướng dẫn khảo sát hướng dẫn nuốt khối thực hoàng tương tự ở thế nghiêng thì quá trình khối thực hoàng từ miệng xuống dạ dày được soi chiếu và ghi hình về lưu ý phần kỹ thuật thì để tối ưu hóa thời gian soi và số lượng hình ảnh lưu trữ thì à, đầu tiên là giải thích quy trình chụp để người bệnh hiểu và hợp tác tốt thời điểm bắt đầu soi cùng lúc với hiệu lệnh kết thúc soi khi hình ảnh không còn mang thông, không còn thông tin về các ca lâm sàng thì trường hợp đầu tiên về về ví dụ về trường hợp ung thư đầu mặt cổ thì bà cụ thể là bệnh sử ca lưỡi đóng phẫu thuật cắt tầng bò lưỡi cắt amidam trái à, đã rút ống mở khí quản đã sẽ trị và rối loạn nuốt thì người bệnh được hướng dẫn nuốt từng khối thực hoàng theo quy trình VF, à, đánh giá trên hình ảnh, à, người bệnh đã thay đổi cấu trúc giải phẫu cụ thể, đã cắt lưỡi. Nên khi à, người bệnh đưa giữ khối thực hoàng trong miệng, thì khối thực hoàng chảy vào hạ họng. Khi ra hiệu lệnh nuốt, thì người bệnh nuốt nhiều nhiều lần, ghi nhận là không có chất tương phản đi vào đường thở ở mức dưới thanh trong tất cả các lần khảo sát. À, trường hợp thứ hai ví dụ và bệnh lý ở hệ thần kinh cụ thể là bệnh sử u thần kinh sòi à, lỗ cánh tay trái cánh trái chèn ép thần kinh sọ thấp đạo phẫu thuật liệt dây thần kinh lưỡi hầu trái bệnh nhân nuốt sặc và đang cho ăn qua sông thì đối với trường hợp này bác sĩ lâm sàng bác sĩ chẩn đoán ảnh đánh giá đánh giá tình trạng bệnh tình trạng bệnh và à, nguy cơ hết sặc cao nên khảo sát lần lượt khảo sát với chức khảo sát với à, 30 lít dung dịch 1, 30 lít dung dịch 0 và 30 lít dung dịch 2 thì à, với khảo ghi nhận với khảo sát 30 lít dung dịch không ở dạng lỏng thì à, thì ghi nhận có một ít chất tương phản đi vào đường thở ở mức dưới dây thanh người bệnh có biểu hiện ho tống xuất về tổng kết thì bệnh nhân có rối loạn nuốt đặc biệt cao ở nhóm uh, nhóm bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý ở hệ thần kinh uh, sau điều trị ung um thư, thư đầu mặt cổ thì uh, nhu cầu lâm sàng tăng cần uh, cần nắm vững quy trình kỹ thuật khảo sát chức năng nuốt bằng ghi hình cận quan, giúp bác sĩ giải thích và phân tích hình ảnh giúp bác sĩ lâm sàng đưa ra phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh trên đây là những tài liệu em tham khảo thì bài trình bày của em đến đây là hết em xin trọng trân trọng cảm ơn chủ tọa quý thầy cô quý đồng nghiệp đã lắng nghe em xin hết ạ